Xin chào các bạn. Như vậy thì sự kiện Google I/O 2017 đã chính thức diễn ra, nhưng mà thời gian thì nó có hơi là pha so với Việt Nam một chút. 12 giờ đêm qua, ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến cho các bạn video 10 điều cần biết tại sự kiện Google I/O 2017. CEO Google Sundar Pichai cho biết đã có hơn 2 tỷ thiết bị Android được sử dụng mỗi tháng, bao gồm cả điện thoại này, máy tính bảng này, đồng hồ thông minh này, Android TV, xe hơi và cả những cái thiết bị khác mà cũng dựa trên nền tảng này. Số 2, Google Lens giúp cho Google Assistant nhìn và hiểu thế giới xung quanh chúng ta. Bằng cách sử dụng camera thì Google Assistant có thể phân tích và nhận diện cái thế giới xung quanh để hiển thị các nội dung có liên quan. Chẳng hạn như là khi mà các bạn chỉ cái camera của mình về bảng hiệu của một cửa hàng nào đó đi, thì Google sẽ hiển thị cái điểm đánh giá của cửa hàng này. Hay là khi mà các bạn chụp một cái bông hoa thì nó sẽ hiển thị cụ thể đây là loại hoa gì. Hoặc là khi mà các bạn dơ camera về một cái poster ca nhạc thì nó sẽ hỏi các bạn là có muốn mua vé hay không, hay là có muốn lên lịch cho cái buổi biểu diễn này hay không. Số 3, Google Assistant sẽ xuất hiện trên iPhone. Nó sẽ cho phép chúng ta tải về ngay ngày hôm nay trên iOS luôn, nhưng mà trước mắt thì sẽ cho thị trường Mỹ trước. Và nó sẽ có gần như là đầy đủ những cái tính năng của cái phiên bản mà dành cho Android. Nhưng mà các bạn không thể ấn giữ cái nút Home để gọi ra được, bởi vì cái nút Home thì đã dành cho Siri mất rồi. Cho nên là chúng ta có thể là mở ngay từ ứng dụng, hoặc là các bạn có thể sử dụng widgets. Số 4, Google Home sẽ biến thành một cái chiếc điện thoại, cho phép các bạn có thể gọi điện đến bất cứ một cái số điện thoại nào đó ở Mỹ hoặc là ở Canada một cách hoàn toàn miễn phí. Các bạn chỉ cần ra lệnh là OK Google, call một cái tên người nhận là nó sẽ tự động gọi qua Internet luôn. Và nếu như mà muốn thì các bạn cũng có thể liên kết Home với lại cái số điện thoại đó. Số 5, Google Home mở rộng khả năng điều khiển nhiều thiết bị hơn, hoạt động như loa Bluetooth. Đơn giản bởi vì Google đã mở cửa cho Google Home và nó sẽ giúp cho người dùng có thể kết nối điện thoại đến loa để chúng ta có thể phát nhạc trực tiếp mà không cần phải thông qua các dịch vụ bên ngoài giống như là ngày xưa nữa. Ngoài ra thì Google Home cũng có thể quản lý và điều khiển nhiều cái thiết bị thông minh hơn. Và bên cạnh cái việc mà phản hồi bằng giọng nói thì lần này nó có thể liên kết với những cái thiết bị Google khác để đưa ra phản hồi bằng hình ảnh tương ứng luôn. Chẳng hạn như là nếu như các bạn hỏi Google Home về thời tiết đi, thì nó sẽ không chỉ trả lời bằng nhiệt độ đang là bao nhiêu thôi, mà nó sẽ đẩy thông tin lên TV thông qua Chromecast để nó hiển thị thời tiết một cách rõ ràng hơn nữa. Hay là khi mà các bạn hỏi địa chỉ của một cái nhà hàng thì nó sẽ đẩy cái dẫn đường sang điện thoại của mình luôn. Số 6, Google Photo cho phép xóa vật thể không mong muốn ra khỏi bức hình và gợi ý hình đẹp nhất để chia sẻ. Google Photo nó sẽ tự động gợi ý những cái bức hình đẹp nhất mà các bạn chụp với một ai đó để chia sẻ cho họ. Ngoài ra thì cái dịch vụ này nó sẽ tận dụng cái khả năng nhận diện khuôn mặt để tự động gửi toàn bộ hình ảnh của một người đến những người mà nó nhận định sẵn. Chẳng hạn như là nó sẽ tự động gửi hình của vợ cho chồng hay là của con cái cho vợ gì đó. Và cái này thì nó có thể là giới hạn trong một ngày hoặc là tự share khi mà có hình mới luôn. Số 7, các kính thực tế ảo độc lập không cần máy tính hay điện thoại. Lần này thì Google đã hợp tác với lại HTC này, Lenovo và cả Qualcomm nữa để tạo ra những cái kính thực tế ảo có thể hoạt động độc lập mà không cần nguồn phát là điện thoại hay là máy tính luôn. Dự kiến là những cái thiết bị này thì nó sẽ có mặt vào cuối năm nay và sử dụng công nghệ nhận diện không gian Wearshare. Cái công nghệ này thì nó cũng có phần tương tự như là cái công nghệ thực tế tăng cường Tango trước kia của Google để nó đo khoảng cách đến các vật thể cũng như là cái kích thước của chúng. Số 8, Android O có rất nhiều cải tiến thử nghiệm ngay hôm nay. Đây là một cái bản cập nhật mà nó tập trung vào cái việc là tối ưu hóa tính năng và trải nghiệm người dùng hơn là bổ sung thêm những cái tính năng mới. Và cái bản cập nhật này thì nó sẽ giúp cho cái hiệu năng máy của chúng ta nhanh hơn gấp đôi trong một số trường hợp. Pin thì lâu hơn, có thêm cả đa nhiệm hình trong hình và nó cũng cập nhật nhanh hơn nhiều so với lại Android 7. Và cuối cùng, Google đẩy mạnh trí tuệ nhân tạo, coi đó là mục tiêu của toàn bộ công ty. Lần này thì Google đã tạo ra một cái bộ xử lý mới hoàn toàn tối ưu cho trí tuệ nhân tạo và cho cả học máy. Cái TPU hay là cái TPU thế hệ thứ 2 này của Google thì nó có thể ghép lại với nhau để nó tạo ra các siêu máy tính có sức mạnh 11.5 petaflops. Và theo Google thì thông thường một số các mô hình mà quy mô lớn nó sẽ cần tới một ngày để nó hoàn thành trên siêu máy tính dùng 32 chip đồ họa mạnh nhất hiện nay. Nhưng mà chỉ cần 1/8 cái cụm TPU này thôi là nó có thể hoàn thành công việc trong một buổi trưa. Cực kỳ ấn tượng.
Hy vọng rằng video nhanh vừa rồi đã giúp các bạn có thể cập nhật nhanh được thông tin tại sự kiện Google I/O 2017 nếu như đã lỡ ngủ quên vào tối qua. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.